Đầu tiên rồi thứ ba, đây là Baby. Và vâng, Baby Per, Baby Kata. Vâng, hai Baby cân nhau. Kata và Per thì có lẽ rằng Persian sẽ lợi thế hơn Katarian một chút ở trong trận đấu này, ở trong trận đấu này. Vâng, kèo đấu các bạn thấy rõ là kèo đấu thuộc buổi tường thuật trực tiếp của website www.gdv.vn. Kèo đấu giao hữu giữa là một Chipboy Gunny Hồng Anh. Kèo đấu đang có tỷ số là 1-1 với C. Và kèo đấu được tài trợ bởi nhà tài trợ Newman, nhà tài trợ Golden Field và nhà tài trợ Bóng Đá Fan, và cuối cùng là nhà tài trợ Capital Fold, một nhà tài trợ mới của GTV. Một kèo đấu mà rất nhiều người đang đánh giá là cặp đôi GTV đang yếu hơn rất nhiều cặp đôi của Việt Nam Bình. Hiện tại thì cái sự thể hiện của GTV ở trong hai xứ vừa rồi cũng đang là rất tốt, khi số đang vẫn là xuân hòa mà thôi. Vâng, trước khi đến với kèo đấu này thì cầu thủ Gunny cũng đã tuyên bố rằng nếu như để thua kèo đấu này anh sẽ nghỉ vâng treo tay một tháng. Vâng, treo tay một tháng, mà tôi đã rất muốn rằng cầu thủ Gunny sẽ treo tay một tháng này. Vâng, Gunny một trong người có thể đánh kèo nhiều nhất của Việt Nam trong thời đại 22, thời đại 44. Solo thì anh ít chơi, nhưng 24 thì anh thường xuyên góp mặt ở trong những kèo đấu vào buổi tối, hay gọi một cách khác đó là kèo đấu cỏ. Đấy, bây giờ anh nghĩ được biết chúng ta sẽ lấy cái gì xem đây. Mười sáu mảnh máy Kata. Trận này thì Kata của cầu thủ Chipboy phải cân được với Persian của cầu thủ, và không biết của cầu thủ nào, nhưng phải cân được với Persian thì mới có chiến thắng. Và chúng ta cùng đến với một tình huống ăn chung rừng, ăn chung cả hiệu luôn, ăn chung hai đồ ăn đến từ tuyển đội 1 và cái tuyển đội Hồng Anh. Ngày hôm nay ông Anh gặp đội 1 gặp Hồng Anh khá nhiều. Vâng, 4 trận thì ông Anh gặp đội 1 cả 4 luôn. Và các bạn biết rồi, cả 4 trận thì đội 1 đều đều gì thì các bạn cũng biết rồi. Nó cách văn hoa là anh đều không có lợi thế trước cầu thủ Hồng Anh. Một cách nói kỹ thuật. Không lợi thế, không có lợi thế trước cầu thủ Hồng Anh. Ai sẽ kèn đồ ăn đấy ông Thần? Chơi lịch sự đi, mình là anh mình chơi lịch sự chứ. Ken này ken hẳn cái BB rồi. Rồi bo hộ ông anh luôn, người anh dài rất tốt. Bo hộ người em của mình luôn. Và cánh này là hai BB gặp nhau, cánh bên kia là Bơ, theo cách nói của thủ Chipboy. Bơ, Bơ gặp Kata. Quả phụ có rồi giữa hai nhà. Nó mồ trước người ăn quả này. Kinh đời cũng rất sớm đây. Một trận đánh hai chém. Đây là Kata của Chipboy. Chipboy gặp Bơ cánh này cũng đã kích đời rồi. Chiếc vét thứ hai, chiếc vét dùng để ăn gỗ là chính. Ăn thêm đàn yêu này, đàn yêu thứ hai nhà mình. Mấy con? 6 con. Và có S2 luôn. Vâng, một bài ăn 3 đàn hiêu đến từ Chipboy. Nếu như đây là Per thì có lẽ tôi nghĩ đây là bài ổn. Nhưng vấn đề rằng đây chỉ là Kata mà thôi. Khá khoai. Vâng, Hồng Anh không lên đời, nhưng Gunny Persian 21 dân đã lên đời từ ngày hôm qua rồi. Rất sớm đến từ bài Per.
Mặc dù cái điều này thì ai cũng đã lường được trước. Ngoài vợ chồng upline thường sẽ có một bài lên đời sớm. Gần đây trở thành 21 dân 10-57 với 25 dân của... Vâng, 25 dân của Kata. Chiếc voi đang phải co nhỏ những điều non của mình. Bãi gỗ bãi vàng đã bỏ xong. 5 dân đào vàng thôi. Hy vọng thấy bãi quả trên đường đi. Vâng, đây là bãi quả của Chiboy. Hình như con giò sang nhà mày ở nó 1. Đúng rồi, thôi ngựa giò sang nhà của nó 1 rồi. Ngựa giò đã sang, ăn được con ngựa giò của cái thủ Gunny. Nhưng bây giờ thì lạc đà tới nơi. Gunny cũng chỉ đánh 1 lờ thôi. Gunny thế vào kích 8. Hết gỗ. Người đàn ông da đen của năm và nó 1 quýt luôn. 11 lên xong, Gunny kích 8-30. Không, 8-40. Rất khủng khiếp. Siêu sớm. Một trận hình như là được quả đôi. Hình như quả đôi đến bây giờ phút 13 vẫn chưa ăn xong bãi quả đầu. Hình như là quả đôi. 1-0 trong set thứ 3 dành cho Gunny và Hồng Anh. Gunny kích 8 trận này thì thua rồi. Kích 8 thì chịu rồi.